Đủ mà mặt chỗ nha. Mặt nẹ quá. Nẹ quá không mở không nổi luôn á. Ủa cái mặt không chơi không thua. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của An Vlog. Đây, tiếp tục ngủ một khoái rất là ok nè mọi người. Oam tuy nhỏ nhưng cũng mặt rất là to luôn đấy. Đây, để mình cho mọi người xem Oam này. Đấy, toán này mọi người. Cũng mặt rất là mặt bỏ bé nhưng mặt cũng khá là ok mọi người. Mà nằm trên cái cánh cây nên là không thể trèo được. Đấy. Nằm trên cánh cây nên không thể trèo được. Nên mình nghiên cứu là mình sẽ họa ông Ba mình sẽ họa, còn mình lấy cây mình chấm lên mọi người. Địa phương rất ẩm xuống là như là xong luôn. Đấy, rất ít bạc luôn. Đấy, con bạc rất là ok, rất lùm, không to nhưng mà lùm dừa. Tỷ lệ là gần một nửa, gần một nửa tổ ăn nha mọi người. Đấy, mọi người nhớ xem thử nha. Đấy. Ngay chặt ông Ba mình họa chặt cái bụng, đấy, ngõ xuống lấy cây mình chấm. Đấy, đường đi nước bước rồi đó, cái không thể treo được, cây nó không thể treo được. Cái cây nó cũng khum quá, không có thế dự, không thể đứng đấy. Đây, chặt một cây keo xong rồi mọi người. Để lùm, để cho chống á. Đây này, để chống này. Đây, không, mình kiếm hình chữ V, kiếm toa này, mình lùm này. Đây, ông Bob lùm này, rất là ok. Người đứng xem cục mặt này. Đây, toa này mọi người. Làm cái thế không thể giải được, ông Bob mình đang chuẩn bị bị họa đó, bị lên xuống mọi người, người nhớ đóng xem nha. Ok ok. Rồi giờ đây. Từ từ bò để lên nữa. Từ từ bò. Đấy. Từ từ chờ xíu. Chắc thêm bơi. Từ. Rồi chạy thêm ba. Chạy đi. Rồi đó chạy đi. Lần xuống á, xuống nhẹ rồi. Chạy đi. Xin đây. Mặt mới lùn, vàng mới lùn, chạy tiếp đi. Ô, mặt yếu khô. Yeah.
Đù mà mặt chỗ luôn. Mặt nạn quá. Nạn quá không mở không nổ luôn á. Ủa còn mặt không chơi không thua. Wow. Mẹ rồi. Đây. Mặt đỡ mọi người. Ok, cái mặt đỡ không đỡ đó. Bị chẹo xíu mà không thua. Nặng quá. Mà không có cây đỡ là gỡ cầm rồi. Lựa phật phật bố bôi lựa đây nè. Đâu đâu lựa đây. Lựa đây. Đi đâu đó. Đẻ qua chứ bị vui đứng trước mặt như chết mua sợ. Vậy đó. Bỏ chặt. Chứ gì. Chịu rất chịu cho. Chịu. Đổ xí không thua, tự chờ xí nè. Nâu gì mà... Chuyện chết gì nữa mà chết. Chữ xóa thấy tổ rồi. Nghiêm đó, nghiêm đó. Chết gì nữa mà chết. Đùa mắng nạn dễ sợ luôn. Đây, nhậm ngon. Nhậm ngon lắm mọi người nè. Này, mọi người thấy chưa? Cua dùng bắt lỏng nó ngay. Tổng là kéo liền ngay. Nhậu nâu này ăn rất là ngon nha mọi người. Rồi để xíu bánh hoa cho nghe. Tắm thôi. Vâng, ra. Nhưng mà tắm thôi. Rồi, vui nào. Cứ rửa con nữa rồi. Vào đâu? À. Lắp cho ai này nữa. Đó rồi. Từ từ với nồng nái gì mà hắn chết gì nữa bạn, sợ thấy ông nội chết gì nữa. Nó quổng rồi. Ờ, đúng đấy. Cái chuỗi mặt. Bùi đi, bùi đi, bùi, bùi đi. Bùi ra, bùi ra, bùi, bùi rớt ra. Loa này lộn không được. Nó cắp nó lộn không được quên. Nó cắp nó lộn không được, cá liền. Đi, 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 đi